Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu bài số 2 của môn đại số lớp 7, chương 4. Bài số 2 là giá trị của một biểu thức đại số. Thì thầy tóm tắt lại cái phần lý thuyết. Giá trị của một biểu thức đại số là gì? Thì để tính một cái giá trị của một cái biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính. Có nghĩa là ví dụ như người ta cho các bạn một cái biểu thức đại số là ví dụ 2x bình y, thì người ta bảo là tính cái giá trị của biểu thức đó tại x bằng 1, y bằng 2, thì các bạn thế vào chỗ nào có x ta thế bởi 1, chỗ nào có y ta thế bởi 2, thì lúc đó ta sẽ có được là 2 nhân với 2 bình, với 1 bình phương. Lý do là biểu thức người ta cho là x bình phương, thì khi thế vào các bạn phải bình phương cái số đó lên. Đó. Rồi y nó không có mũ, không có bình phương thì các bạn là chỉ cần nhân thế y bằng 2 vào là xong. Và cấp kết quả sẽ có được giá trị của nó. Lưu ý, đối với cái biểu thức nguyên, ta luôn tính được cái giá trị của nó tại mọi giá trị của biến. Còn đối với biểu thức là phân số, ở đây là phân thức, ta chỉ tính được cái giá trị của nó tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác không. Có nghĩa là ví dụ như người ta cho là một cái biểu thức là 1 trên x trừ 2, thì bắt buộc cái mẫu nó khác phải khác 2, vì 2 trừ 2 bằng 0 mà một phân số A chia B hay là một cái biểu thức A chia B thì mẫu luôn luôn khác 0. Tương tự như vậy, thầy sẽ đi giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa của cái bài tập số 2 này. Cái bài số 2 này. Bài đầu tiên là một cái bài đố. Bài số 6, giải thưởng toán học Việt Nam dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào? Quê ông ở Hà Tĩnh, ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỷ 20. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x bằng 3, y bằng 4 và z bằng 5, rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây. Em sẽ trả lời được câu hỏi trên. Người ta cho n là một là x bình phương. Vậy thầy đem 3 vào, x bằng 3 thì thế vào x bình phương, có nghĩa là 3 bình phương lên, thì thầy sẽ có được n là 9. Và người ta cho những cái biểu thị như trên. Chữ e người ta cho là 2x bình cộng 1. Thầy thế x bằng 3 vào thì thầy sẽ có được là 2 nhân với 4 bình lên cộng 1 là bằng 9 luôn. Xin lỗi, 3 bình lên là 9, 9 nhân 2 là 18, cộng 1 là 19. T, chữ T là y bình phương. Vậy thế y bình phương tức là bằng 4 bình phương. Vào thì ta có được chữ T là 16, 4 bình lên 16. Chữ H là x bình cộng y bình. Các bạn thế bằng là 3 bình lên cộng 4 bình lên. 3 bình là 10, là 9. 4 bình là 16 cộng lại là 25. Vậy chữ H là 25. Chữ A là x cộng y. X nhân y tất cả
x nhân y cộng z. Vậy lúc này x nó sẽ bằng 3, y bằng 4, nhân lại nó là ra 12. Và cộng cho z, các bạn thấy là z bằng 5, là bằng, kết quả là bằng 17. Vậy chữ A nó là 17. Chữ V, mình sẽ cho biểu thức là z bình trừ 1. Z ở đây các bạn thấy bằng 5, thì nó là 25 bình phương. À, xin lỗi, 5 bình phương là 25. 25 trừ 1 là kết quả chữ V là 24. Chữ N là x bình trừ y bình. X bình các bạn thấy bằng 3, bình lên là 9, y bình là 4, bình lên là 16, 9 trừ 16 còn lại là trừ 7. Vậy chữ N là chữ trừ 7. Chữ Y là biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là YZ. Chu vi của một hình chữ nhật là bằng gì nhỉ? Dài cộng rộng nhân 2. Vậy thế lấy Y cộng Z tất cả nhân cho 2. Lúc này các bạn thấy Y bằng 4 và Z bằng 5. Cộng lại thì nó ra bằng 9 và nhân 2 lên làm bằng 18. Chữ M là biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông. Có hai cạnh góc vuông là XY. Ở trong cái phần trước thì các bạn đã biết định lý Pythagore trong tam giác vuông thì bình phương cạnh huyền nó sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Vậy lúc này ta sẽ có biểu thức là X bình cộng Y bình. X bình là thế bằng 3 lên, bình lên là 9 và y bình là 4, bình phương lên là 16, vậy cộng lại là kết quả 25. Vậy chữ M nó sẽ là 25. Các bạn đem thế các cái con số đó vào cái biểu thức. Các bạn tính lần lượt là như vậy. Thế vào các biểu thức thì là chữ N là trừ 7, chữ E là 51, chữ V là 24, chữ A là 8,5, chữ N là 9, chữ T là 16, chữ H là 25, chữ Y là 18 và chữ E là 51 và chữ M là 5. Vậy từ đó ta có được cái tên của nhà toán học đó là, vậy giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng là Lê Văn Thêm. Thầy tiếp tục qua bài số 7. Tính giá trị các biểu thức sau tại M bằng trừ 1 và N bằng 2. Ở đây các bạn chỉ cần thế M bằng trừ 1 và N bằng 2 vào cái câu A và câu B thì ta được cái giá trị của một biểu thức. Thầy hướng dẫn là thay M bằng trừ 1 và N bằng 2, ta có 3M trừ 2N sẽ bằng. Chỗ nào có giá trị M, có biến M các bạn thế bằng trừ 1, N thế bằng 2. Vậy ta có là 3 nhân với trừ 1, trừ 2 nhân 2. Kết quả là trừ 3 nhân, trừ 3 trừ 4 là trừ 7. Vậy cái giá trị cần tính đó là, cần tìm được là 7, trừ 7. Bây giờ tiếp tục. Câu B, thay M bằng trừ 1 và N bằng 2 vào, ta được là thế vào cái 7M cộng 2N trừ 6. Thì các bạn sẽ có được là bằng 7 nhân với trừ 1 cộng 2 nhân 2 trừ 6. Và kết quả bây giờ sẽ là trừ 4 cộng 7 trừ 6. Kết quả là bằng trừ 9. Đó, tính một. Vậy nhắc lại đó. Tính giá trị của một biểu thức sao tại một cái giá trị x, y, z, t, m nào đó thì các bạn đem cái giá trị đó thế vào trong biểu thức, chỗ nào có biến nào thì các bạn thế bởi giá trị đó thì tính toán là ra được kết quả. Để ý mấy cái chỗ này, chỗ nào có bình phương thì ta lấy giá trị đó phải thế vào cũng bình phương lên, mũ 3 thì ta mũ 3, mũ 5 thì ta mũ 5, vân vân. Sau này để nhớ, mà càng về sau thì cái
phần mà tính giá trị này rất là nhiều. Thầy qua bài số 8. Người ta có một cái bài toán đố như sau. Ước tính số gạch cần mua. Đây là một cái những cái bài toán thực tế mà đề thi học kỳ cũng thường xuyên ra dựa trên cái nền tảng của những bài này. Ước tính số gạch cần mua. Giả sử gia đình em cần lát một cái nền nhà hình chữ nhật bằng gạch vuông. Gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau. Kích thước là hình lát một cái nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông và có cạnh là 30 cm. Cái viên gạch này là hình vuông các bạn, là nó là 30 cm. Còn cái nền nhà của các bạn là hình chữ nhật. Bây giờ các bạn tính là số gạch cần mua là bao nhiêu. Thầy sẽ đi vào chi tiết. Bây giờ chiều rộng với chiều dài của cái căn nhà thì thầy chưa biết, cho nên thầy đặt tên hay là gọi cái chiều rộng là x, thì chiều dài thầy gọi là y. Vậy thì thầy có được cái gì? Thì thầy có được cái số gạch cần mua là thầy lấy x nhân y chia cho 0,09 và thầy đem thì đo. Thầy lấy cái đầu tiên là chiều dài, chiều rộng nó thì nó phải ngắn hơn chiều dài. Các bạn về thực hành cái bài này. Bây giờ thầy sẽ qua cái bài số 9 là tính giá trị của biểu thức x bình y mũ 3 cộng x y tại x bằng 1 và y bằng 1/2. Thì thầy chỉ việc là đem cái x bằng 1 và y bằng 1/2 thế vào biểu thức thì ta sẽ có được cái giá trị cần tính. Thay x bằng 1 và y bằng 1/2 vào biểu thức, ta được thứ nhất là x bình y mũ 3 cộng x y thì bằng x bằng 1 thì lúc này 1 bình phương, y bằng 1/2 thì thay thế vào là 1/2 tất cả mũ 3. Rồi tương tự x nhân y thì thay thế x bằng 1 thì 1 nhân y là 1/2, vậy nó sẽ là 1 nhân 1/2. Và thầy tính toán kết quả cuối cùng, thầy sẽ được là cái giá trị cần tính là 5/8. Đó chính là giá trị của biểu thức tại x bằng 1 và y bằng 2. Các bạn coi cái cách tính những cái bài toán này sau này, người ta bảo rút gọn các đơn thức đa thức xong rồi tính giá trị của các đơn thức đa thức tại những cái giá trị x và y. Và sau khi các bạn thu gọn xong thì các bạn phải thế vào, cho nên bắt buộc các bạn phải biết cách tính giá trị của một biểu thức tại một giá tại x, y, z, t gì đó. Thì chỉ việc đem thế vào biểu thức mà thôi.
Vậy, thầy đã trình bày xong cho các bạn cái bài số 2, đó là giá trị của một biểu thức đại số. Vậy thầy nhắc lại giá trị của một biểu thức đại số là gì? Để, và tính như thế nào? Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính bình thường, như là cộng trừ các số nguyên, số hữu tỉ. Và đối với biểu thức nguyên thì ta luôn tính được các giá trị của nó tại mọi giá trị của biến, có nghĩa là cho x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu ta tính cũng được. Biểu thức nguyên là biểu thức không có biến ở mẫu. Còn đối với biểu thức phân là biểu thức có chứa biến ở mẫu, thì ta chỉ tính được những cái giá trị mà làm cho cái mẫu đó khác không. Còn cái mẫu mà giá trị mở bằng không thì ta không được tính, vì mẫu bằng không là vô lý. Thầy đã trình bày xong cái bài số 2 trong chương 4 của đại số lớp 7, đó là tính giá trị của một biểu thức đại số. Hôm sau thầy sẽ tiếp tục dạy về cái bài số 3, đó là bài đơn thức, và các bạn phải đọc sách trước.